Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tình trạng thiếu thốn về nhà ở công vụ cho giáo viên đang diễn ra ở địa bàn miền núi. Tại huyện Đắk Rông, trong số 266 phòng ở giáo viên, chỉ có 5 phòng bản kiên cố, số còn lại là cấp 4 và tạm bợ. Một sự kiện bình luận sẽ trở lại một số nội dung xung quanh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại Quảng Trị ngày 5 tháng 12 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 7 sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ làm việc, xem xét, quyết định thông qua 29 báo cáo, đề án, kế hoạch, tờ trình, xem xét thông qua 17 nghị quyết với những nội dung quan trọng. Những nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 gồm báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 23 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2017, thông báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2016, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng năm 2016, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016, về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về khắc phục sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra, báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017. Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và phương án phân bổ vốn đầu tư, danh mục các dự án đầu tư, xây dựng và các công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng nguồn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017. Báo cáo về chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020, kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017, tờ trình về việc phê duyệt đề án mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2016 đến năm 2017, đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, v.v. Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 7 cũng sẽ xem xét thông qua 17 nghị quyết, gồm nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015, nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020 và định mức chi thường xuyên năm 2017. Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017. Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách cho tỉnh quản lý năm 2017. Nghị quyết về thu hồi đất, các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2016 đến năm 2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 7 tổ chức 4 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016. Để tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền công dân tham gia ý kiến vào các diễn đàn của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri về các nội dung của kỳ họp. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016, số điện thoại đường dây nóng 053-2210-565. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri toàn tỉnh theo dõi kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị sẽ tường thuật trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình các phiên khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn và phiên bế mạc của kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung mà cử tri quan tâm kiến nghị đến kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 đó là tình trạng thiếu phòng học và nhà công vụ cho giáo viên tại địa bàn miền núi. Từ kiến nghị này của cử tri, phóng viên thời sự đã có những phản ánh tại huyện Đắk Rông. Theo báo cáo từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đắk Rông, toàn huyện hiện có trên 700 giáo viên có nhu cầu ở lại, phục vụ dạy học ở địa bàn miền núi. Trong khi đó, phòng công vụ còn thiếu
Trong số 266 phòng ở, hiện chỉ có 5 phòng bán kiên cố, số còn lại là cấp 4 và tạm bợ. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Ba Nang, huyện Đắk Rông hiện có số lượng giáo viên khá đông, nhưng nhà ở dành cho cán bộ giáo viên từ nhiều năm nay đang thiếu nghiêm trọng. Trong một phòng chỉ hơn 10 mét vuông mà có gần 10 cán bộ giáo viên cùng tá túc sinh sống. Cũng vì quá tải, không có cách nào khác, nhiều giáo viên buổi tối phải sang phòng học của học sinh để ngủ hoặc soạn giáo án. Nhiều giáo viên phải thuê nhà của dân để ở. Nhiều giáo viên có gia đình thì mượn quỹ đất của nhà trường, dựng nhà tạm để ở, phục vụ công tác và sinh hoạt cho cả gia đình. Cùng với học sinh ở đây thì các quý thầy cô ở đây thì chỉ mong là các quý cấp là tạo điều kiện cho có là cái nơi ở nó rộng rãi hơn, có không gian làm việc và có cái điều kiện về nước sinh hoạt, nước sạch đấy, để cho các thầy cô nó được uống, được tắm rửa, được nấu ăn sạch sẽ hơn để hoàn thành công việc là công chữ lên nó tốt hơn. Toàn huyện Đắk Rông hiện có trên 250 phòng ở công vụ cho giáo viên giáng cấp 4, phòng tạm bợ và mượn, chỉ có 5 phòng bán kiên cố. Trong đó khó khăn và thiếu thốn nhiều nhất là ở trường tiểu học và trung học cơ sở A Vao. Ngoài điểm trường chính đang bị xuống cấp ở xã biên giới này, còn có 7 điểm trường lẻ ở các thôn bản cách trung tâm xã gần chục km. Điểm trường xa nhất là trên 20 km. Do đặc thù ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, nhất là về mùa mưa lũ, nên hầu hết giáo viên cắm bản rất cần có nhà công vụ. Hiện tại ở trường thì chỉ có 2 điểm trường là cơ bản là có đủ cái phòng học để đảm bảo điều kiện dạy học thôi. Còn đa số các khu vực khác, 5 khu vực khác thì đều là thiếu thốn phòng học. Đặc biệt có 2 khu vực là chỉ có các phòng học trân tre nửa lá tạm bợ. Điều kiện ăn ở giáo viên thì với đội ngũ rất đông nhưng mà chỉ có được 10 phòng ở là có bán kiên cố hoặc kiên cố, còn trong tất cả các phòng ở còn lại thì đều là trân tre nửa lá, các thầy cô giáo tự làm để sinh hoạt. Thực trạng nhà ở công vụ cho giáo viên ở miền núi tỉnh Quảng Trị hiện vẫn còn thiếu thốn, tạm bợ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến chất lượng dạy và học. Chính vì vậy, đang rất cần những chủ trương, giải pháp của các cấp các ngành để sớm chấm dứt tình trạng trường lớp học, nhà ở công vụ tạm bợ, rột nát như hiện nay. Những cái thiếu thốn về cơ sở vật chất thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái hoạt động dạy và học của các nhà trường. Cụ thể là đối với vấn đề thực hiện dạy học á, trong cái điều kiện khó khăn thì chúng tôi không thể dạy học, thực hiện dạy học 2 buổi trên ngày đối với cấp tiểu học. Khó có điều kiện để tổ chức bán trú cho học sinh mầm non, khó có điều kiện thực hiện cái dạy học trên 6 buổi trên tuần đối với cấp trung học cơ sở. Nó là phần nào ảnh hưởng đến cái hoạt động chất lượng đại trà trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh đó, việc thiếu thốn về nhà công vụ, nơi ăn chốn ở cho giáo viên thì sẽ rất khó khăn cho các thầy cô giáo trong cái vấn đề ổn định công việc lâu dài tại các địa phương, các nhà trường. Giải quyết tốt thực trạng thiếu thốn về nhà ở công vụ cho giáo viên ở miền núi không chỉ đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của đông đảo cán bộ giáo viên mà còn giúp họ có thêm điều kiện yên tâm gắn bó với sự nghiệp trong người nơi vùng cao biên giới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, hôm qua tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị, đại lý Suzuki Sodinha Quảng Trị thuộc Trung Sơn Group phối hợp với công ty Suzuki Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu và ra mắt sản phẩm mới xe Suzuki Ciaz. Xe Suzuki Ciaz là dòng xe thuần chất sedan được nhập khẩu nguyên chiếc với kích thước dài 4,49m, rộng 1,73m, cao 1,475m và một số trang thiết bị vượt trội so với những dòng xe khác nằm trong phân khúc sedan hạng B. Suzuki Ciaz là sự kết hợp hài hòa giữa không gian nội thất sang trọng, tiện nghi, rộng rãi, khả năng vận hành tuyệt vời, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, cùng với đó là một phong cách thiết kế thể hiện đẳng cấp, sang trọng, lịch lãm. Tại Quảng Trị, Sodinha tự hào là đại lý 3S độc quyền của Suzuki, showroom đóng tại km 753 quốc lộ 1 Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị, chuyên cung cấp tất cả các dòng sản phẩm xe du lịch và xe thương mại chính hãng Suzuki. Đại lý Suzuki Sodinha Quảng Trị được xây dựng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mới nhất của Suzuki toàn cầu về nhân lực, trang thiết bị nhà xưởng và cơ sở hạ tầng, đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, phụ tùng chính hiệu bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp, mong muốn mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Xưởng dịch vụ của Suzuki Sodinha Quảng Trị có thể tiếp nhận phục vụ cho tất cả các thương hiệu ô tô khác và đón khoảng 10.000 lượt xe một năm.
Việc chọn lựa Suzuki để làm đại lý 3S là một trong những quyết định mang tính chiến lược của Sodinha Quảng Trị, đón đầu những sản phẩm mới, sáng tạo độc đáo, đón đầu những xu hướng mới, những trải nghiệm mới của khách hàng trong thời điểm thị trường ô tô đang có nhiều khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đông Hà đang tất bật để chuẩn bị phục vụ thị trường hoa Tết sắp đến. Đáng chú ý là năm nay, nhiều loại hoa mới, hoa đẹp đã được bà con nông dân đưa vào trồng, hứa hẹn một mùa hoa Tết dồi dào và phong phú về chủng loại. Anh Nguyễn Thành Trung ở khu phố 1 phường Đông Giang hiện đã xuống giống thành công nhiều loại hoa quý và lạ như baby, dải yến thảo, mai địa thảo, mắt nai, bướm viola, venen. Theo anh, đây cũng là những loại hoa dễ trồng và rất được thị trường ưa chuộng. Để phục vụ cho dịp Tết thì mình phải chuẩn bị và giá thể và khay gieo nó phải chú đáo, đến khi xuống giống phải cần nhiệt độ nó thích hợp. Phường Đông Giang từ lâu được xem là vựa hoa lớn của thành phố Đông Hà, cung ứng hoa Tết chủ yếu cho thị trường thành phố và một số huyện thị khác trong tỉnh. Đặc biệt, 2-3 năm trở lại đây, bà con nông dân không chỉ chọn mua thêm nhiều loài giống hoa mà còn tự tìm tòi và làm giống tại chỗ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cái mặt bằng hoa cúc, sản xuất hoa cúc chầu và các loài hoa chầu tập trung tại phường Đông Giang với quy mô là 5 hecta theo quy hoạch, và dự kiến trước mắt thì sẽ đầu tư khoảng 2 hecta để kịp thời phục vụ cho bà con trồng hoa trên cái mặt bằng mới này. Thứ hai nữa thì sẽ hỗ trợ một khuyến khích bà con trồng hoa theo cái mô hình trồng trong nhà màng, nhà lưới, rồi sản xuất quả cái giống hoa cao cấp để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường ngày càng cao. Hoa Tết là mùa được người trồng hoa trông đợi nhất trong năm. Hy vọng rằng với sự đầu tư nhiều chủng loài hoa, thị trường hoa Tết năm nay sẽ mang lại cho người trồng hoa một vụ mùa thắng lợi và đáp ứng sự mong đợi về thú chơi hoa của khách hàng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một sự kiện bình luận với chủ đề xung quanh chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại Quảng Trị với phần trình bày của Như Hòa. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, trong tuần qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại Quảng Trị không chỉ mang đến cho Quảng Trị những kinh nghiệm quý trong công cuộc xây dựng và phát triển thông qua việc thu hút và kêu gọi đầu tư, mà nó còn cho thấy sự quyết liệt và tinh thần cầu thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Một sự kiện bình luận hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vài nét xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi có buổi làm việc này, vào tháng 8 năm 2016, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đến Bình Dương làm việc với lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu kinh nghiệm trong việc thu hút, kêu gọi đầu tư và tham quan một số khu công nghiệp tại đây. Cần phải nói thêm, 20 năm trước đây, Bình Dương là một tỉnh nông nghiệp, điều kiện xuất phát điểm cũng tương đồng với Quảng Trị. Tuy nhiên, do có lợi thế nằm cạnh trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, kết hợp với những chính sách năng động và linh hoạt, nên sau 20 năm thành lập, Bình Dương đã trở thành tỉnh công nghiệp phát triển bậc nhất trong cả nước. Vì thế, việc tham khảo, học tập những kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh Bình Dương sẽ rất có ích cho chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Trị hiện nay. Trở lại với chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại Quảng Trị vào ngày 5 tháng 12 năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương chia sẻ những kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng, phát triển, nhất là kinh nghiệm về thu hút đầu tư, kinh nghiệm về nghiên cứu, đầu tư dự án khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, gọi tắt là V-SIP, kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp và chế biến sâu các bộ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhằm thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thay đổi cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, đưa tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cả nước như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Kinh nghiệm của Bình Dương làm và vai trò của Bình Dương trong vấn đề thực hiện các cái dự án của chính phủ Việt Nam và chính phủ Singapore, nhất là cái V-SIP. Thì chúng tôi được biết là trong sơ đồ của V-SIP vẫn đang còn dự kiến sẽ có cái phát biểu phát triển cái V-SIP 8. Nếu được anh Nam, anh Hùng, anh Liêm ủng hộ
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ủng hộ, Thủ tướng ủng hộ vào tháng 4 sang năm và có một cái mơ man bằng cái có thể đầu tư vào cái bờ dịp 8 ở Quảng Trị, thì tôi nghĩ sẽ là có điều kiện để giúp cho chúng tôi phát triển đi lên. Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương. Đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng Giám đốc Tổng Công ty BKMX Bình Dương bày tỏ xúc động khi lần đầu tiên được đến thăm và làm việc tại Quảng Trị, một mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng và hiện nay đang đứng trước những khó khăn trong xây dựng và phát triển. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho rằng Quảng Trị có nhiều tiềm năng đặc thù, đa dạng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có tâm huyết và niềm tin rất lớn để thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển địa phương. Về việc nghiên cứu thực hiện dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore, V-Ship, lãnh đạo tỉnh Bình Dương rất mong dự án này sẽ được tiến hành nghiên cứu và triển khai tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Tuy nhiên đây là một công việc lâu dài, cần phải có sự chuẩn bị kỹ, phải quyết tâm liên tục và thống nhất cao, không chỉ giữa lãnh đạo hai tỉnh mà còn giữa đảng bộ, chính quyền và các cấp ngành địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thì xin cam kết với các đồng chí thế cùng tạo điều kiện hết sức mình trong cái điều kiện của Bình Dương đang có đó để cùng giúp Quảng Trị trong các cái vấn đề mà các đồng chí yêu cầu để phát triển cái công nghiệp như vậy. Kinh nghiệm đi tỉnh nào cũng thế thôi, nếu mà làm đặt cái việc ship là phải súng mà làm, hai tỉnh làm, bộ máy của cả hai tỉnh phải làm, chứ không phải là để dành cho ông liên danh này là không thưa đâu, chết tắc ạ. Mà nó đã sượng rồi thì khó lắm. Xin báo các đồng chí kinh nghiệm nó sượng cái là không làm được. Quyết tâm rồi thì làm đầu tiên nhất là phải cho cái trên mảnh đất này nó phải có kết quả rõ ràng, rõ rệt. Thấy ý tứ cũng vậy. Thế tôi cũng đề nghị là chỗ BKMX sẽ cử cái đội cùng làm đây. Trước mắt là như vậy đi, giờ thì chưa chờ đợi gì đấy, trước mắt vậy đi, tập trung nghiên cứu rồi có gì đó thì báo cáo cho cái ban đó. sớm ra cái ban này, theo kinh nghiệm mấy cái kia đó, báo cáo sớm ra đây. Có vấn đề gì đó thì báo cáo cho lãnh đạo hai bên, chúng ta sẽ có cái ngồi lại với nhau. Có thể nói, cuộc gặp gỡ và làm việc của lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Quảng Trị có một ý nghĩa rất lớn, không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hợp tác giữa hai địa phương, mà còn hứa hẹn mở ra những triển vọng phát triển mới cho tỉnh Quảng Trị từ chính kinh nghiệm thực tiễn và sự hỗ trợ của tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, trong thời gian trước mắt, Tổng Công ty BKMX Bình Dương sẽ cử một nhóm cán bộ ra Quảng Trị cùng với địa phương khảo sát, nghiên cứu để xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore, gọi tắt là V-Ship. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, dù có xuất phát điểm tương đồng, song tỉnh Quảng Trị lại không có được những lợi thế lớn về địa chính trị và địa kinh tế như tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, Quảng Trị nằm xa các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước. Do đó, việc thu hút đầu tư, nhất là đối với dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore là điều không hề dễ dàng. Việc lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tối đa để giúp Quảng Trị là một yếu tố hết sức thuận lợi. Song, vấn đề cơ bản nhất vẫn là quyết tâm cao độ, bền bỉ của các cấp bộ, đảng, chính quyền, các ban ngành địa phương, sự đồng thuận từ trên xuống dưới và một lộ trình, kế hoạch phát triển phù hợp thì mới có thể thực hiện được dự án này. Có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu thực hiện dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore là một chặng đường dài, cần rất nhiều công sức và tâm huyết. Tuy nhiên, thực tế ở các địa phương trên cả nước đã cho thấy rằng nơi nào thực hiện thành công dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore thì sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho sự phát triển của địa phương mình. Đến đây, mục sự kiện bình luận của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.